Theo em nhá, thì anh nên bắt hai cái con ở trong ngoài này, đấy, hai con trong này, nhá, đấy, hai con trong này, ok chưa? Nghe rõ, giọng tốt. Còn không nên bắt con này là không bắt này, được. Bắt hai con này. Đây, cái đi test trực tiếp cho anh nhé. Đấy, rất ok. Sau đây thì đặt con mái vào. Đấy, con này cho anh xem nào. Đấy, bỏ con này riêng ra này. Ok chưa? Sợ. Đây, anh sẽ bắt hai con này.